Xin chào các anh, em giới thiệu với các anh một số những cái dây tín hiệu cho cổ. Em chơi và sưu tập được, nói chung là toàn những dây rất là hay, rất là tốt nhá. Ví dụ trước mắt các anh là sợi cho cò cha melon đời đầu tiên. Rất là cổ các anh ạ, dây khá là lớn so với lại các dòng dây cổ bình thường. Dây rất là đẹp nhá, cấu tạo rất nhiều lõi, khá là đặc biệt. Rất là đẹp. Đảm bảo nhìn là mê, chơi là phê. Tiếng rất là tốt các anh ạ, trong khúc dây. Hôm em bước lên xe hoa về. Dây này thì quá ngấu rồi, khỏi phải bàn. Em ơi pháo vui như vô tình sẽ nắn tim anh. Bao nhiêu hệ thống tốt cần âm thanh trung thực, chính xác, chi tiết, cân bằng các giải thì nên lựa chọn Chóp là một trong những dòng dây rất là hay và đáng chơi. Trung âm rất là đẹp. Chóp cò cha melon dòng cổ. Ngoài ra thì em cũng sẽ giới thiệu thêm một số những cái dòng chóp khác. Ví dụ như em đang có đây, chóp siren, chóp giờ chóp comedy silver siren. Rất là hiếm các anh nhé. Rất là hiếm. Dây này em cũng mới lần đầu tiên mua được thôi. Mạ bạc toàn bộ nhé, phun bạc. Mạ bạc từ trong ra ngoài. Dây rất là chất nhá. Dòng dây cổ như này thì kích thước sẽ nhỏ hơn so với lại cái cha melon, các anh có thể so sánh. Dây quá mềm luôn, mềm như bún. Có lẽ là trong một trong những sợi dây mềm nhất mà em từng thấy. Các anh có thể thấy dây rất mềm. Đầu rắc mạ vàng rất là đẹp. Ngoài ra thì em muốn giới thiệu nữa là một trong những dòng dây rất là hay, dòng tham chiếu. Đó, màu đỏ rất đẹp luôn. Đầu rắc thì được mạ vàng 24K cho tiếp xúc tốt nhất. Dòng tham chiếu trong những bộ dàn hồi xưa, các hãng khác thì cũng mang nó ra để làm thước đo để so sánh, cân bằng các giải các anh nhé. Đặc biệt là trung âm, quá đẹp. Hiếm hoi trong những dòng chóp cân bằng gặp giải, chơi rất là tốt. Các thể loại nhạc thì có một em đặc biệt tốt với lại nhạc vàng, đó là dòng chóp calypso. Lõi như được mạ vàng, khẳng định với các anh là một trong những sợi chóp để chơi nhạc vàng rất hay. Giờ chóp company calypso, em này cho giải ban rất là mềm, phải nói là cực tốt so với lại tất cả các dây khác, nổi trội hơn hẳn. Trung âm khá là nhựa, đánh nhạc vàng rất hay, chỉ định là chơi nhạc vàng. Đầu dâm nhỏ cho phép cắm rút trên những thiết bị cổ mà không bị kích. Ngoài các dòng chóp trên thì cũng phải kể đến một dòng chóp nữa, dòng chóp vừa ba hết số, hết số dòng vừa. Dây dòng này khá lớn nhé, các anh có thể so sánh lớn tầm so với lại chóp cha melon. Tiếp xúc đều được mạ vàng. Rất là đẹp.
Dòng này rất hay các anh ạ. Em có cả dài 50 phân và 1 mét cho các anh lựa chọn và chơi nhé. Làm sao để phù hợp với lại thiết bị. Dòng này thì đã được khẳng định và đã được anh em chơi nhiều rồi. Tiếng rất là tốt rồi. Nói chung tất cả các dây của dòng chóp đều rất hay và đáng chơi, đều đáng để trải nghiệm. Thì các anh lựa áp Zalo số điện thoại 0866880998 để theo dõi cũng như cập nhật sản phẩm mới nhất bên em để tránh bỏ lỡ nhé. Rất nhiều linh kiện, phụ kiện, thiết bị. Các anh cần gì thì cứ hỏi em, xin được phục vụ và giải đáp cho các anh. Cảm ơn các anh đã quan tâm ở trong clip này. Sẽ có những cái clip khác để giới thiệu những sản phẩm khác. Xin chào các anh.